Ngày 30 tháng 10, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động năm 2023 trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, hơn 180 đại biểu là các cán bộ phụ trách công tác lao động việc làm, điều tra viên của các xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã được chuyên viên của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên triển khai quy trình thực hiện các nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến thông tin của người lao động, hướng dẫn một số thông tin thực hiện hỗ trợ việc làm bền vững, thực hiện tiểu dự án hỗ trợ việc làm bền vững thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Về quản lý lao động gắn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và triển khai đề án 06 của Chính phủ. Ngoài ra, báo cáo viên và các đại biểu cùng thảo luận, giải đáp, tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến công tác nghiệp vụ thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động tại địa phương. Qua lớp tập huấn giúp cho các đại biểu nâng cao chất lượng về thông tin của người lao động, đảm bảo tính đầy đủ, kịp thời, chính xác về thực trạng lao động cũng như việc làm, thất nghiệp và thông tin biến động của người lao động cư trú trên địa bàn huyện.